Ngày 13 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Long, sinh năm 1997, thường trú tỉnh Hòa Bình, sinh sống tại phường 12, thành phố Đà Lạt, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Bùi Văn Long là tài xế xe tải đã tông liên tiếp vào xe máy và xe ô tô 7 chỗ, làm 2 người tử vong tại chỗ. Trước đó, Long điều khiển xe tải lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường 12, thành phố Đà Lạt, hướng Trại Mát, phường 11, thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang, thì bất ngờ tông phía sau xe máy và ô tô đi cùng chiều. Sau đó xe tải chạy thêm hơn 100m thì lao vào sườn đồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến hai thanh niên sinh năm 2003 đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra nhanh, Bùi Văn Long không có nồng độ cồn, không có ma túy trong cơ thể.